Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái két sinh hàn, hay chúng ta thường gọi là két hàn của xe Forerunner 2003 đến 2005. Đây chính là cái mặt để chúng ta sẽ bắt vào cái phần vỏ nhôm này. Đây chính là cái két sinh hàn của nó đây. Các lớp tản nhiệt nó sẽ qua các cái đường ống này anh em nhé. Đấy, rất là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng không kém phần quan trọng trong hệ thống máy. Đó. Em vừa giới thiệu sơ qua mọi người cái sản phẩm đó chính là két sinh hàn của Forerunner 2003 đến 2005. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.